Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này thì em có một số phần nan chia sẻ với các bác. Thì các bác mà đặt hàng liên hệ bên em theo số điện thoại là 086 882 5909. Các bác có thể gọi điện, nhắn tin hoặc là nhắn tin qua Zalo nhé. Em đều nhận trực tiếp đặt hàng ạ. Thì em cũng đi nhanh luôn, em chia thành từng các hình các bác ạ. Rất là dễ cho các bác sưu tầm. Hình đầu tiên là hình số 1. 50.000 các bác nhé. Cái lan bạc diệp này thì mỗi hình lan bạc diệp thì em đều để có một ngồng hoa cho các bác chơi hoa luôn. Mùa này đang là mùa hoa của cây bạc diệp mà. Các bác lưu ý là hàng bên em đóng gói thì chưa bao gồm phí ship nhé. Các bác vui lòng nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán cho bên giao hàng nhé, phí ship ạ. Hình số 2 cũng là lan bạc diệp nhé, cũng là 50.000. Đây là có ngồng hoa đây các bác này, đây này. Ngồng hoa đây này. Cái lan này thì bây giờ em lấy nó ít quá, nó hiếm quá nên ra là cũng chia sẻ cho mỗi bác thì gọi là có giống thôi chứ không được nhiều ạ. Hình 2 là 50.000. Hình 3 cũng là 50.000 nhá. Đây ạ. Ngồng hoa đây. Hình 3 50.000. Hình 4 cũng là 50.000 nhá. Đây. Nó chỉ có từng này thôi, và đây cái ngồng hoa đây. Nó vườn rất là khỏe cây bạc diệp này. Em cũng không có cắt nhiều rễ đâu, cái rễ này nó dễ sống mà. Cây bạc diệp này các bác trồng bằng đất nhé, để những cái nơi gọi là nó ít ánh sáng ấy, ít ánh sáng. Ẩm thấp một chút thì cây bạc diệp nó lên sẽ nhanh. Hình 5 là cũng là 50.000 nhá, cũng là bạc diệp. Đây. Về các bác chăm cái củ này nó to rồi, nó to phải đến lòng bàn tay luôn đấy các bác ạ. Hình 5 50.000. Sang hình số 6 là lan kiếm bicolor nha các bác nhé. Hình 6 kiếm bicolor đây. Mỗi hình em để là 120.000. Kiếm bicolor hay là kiếm hai màu đấy, tên gọi này cũng như nhau thôi. Nó không phải là dòng lô hội hay là dòng tiên vũ đâu. Đây là dòng bicolor nhé. Mỗi hình em để là 120.000 thôi. Cho về các bác sưu tầm làm giống chơi hoa. Hình số 7 cũng là 120.000 nha các bác nhé. Đây. Cũng được khá khá này. Tha hồ các bác trồng mấy chậu luôn nữa. Cái kiếm này nó chỉ có hai màu thôi, một màu tím tím cam cam này đấy và màu trắng nhá. Hình số 7 120.000. Hình số 8 cũng là 120.000 nhá. Đây một cụm như này. Và một cái nhánh nữa. Hình số 8 là 120.000. Hình số 9 cũng là 120.000 nhá. Đây ạ. Khá là nhiều. Đây có quả đây này các bác này. Hình số 9 120.000. Hình số 10 là lan hoàng thảo nghệ tâm nhé. Có một cụm như này thôi. Nghệ tâm thì nó cây mùa này nó không có lá. Nó rụng hết lá để chuẩn bị ra riêng ra hoa ấy. Hình số 10 em để giá 50.000 hoàng thảo nghệ tâm. Sang hình số 11 là lan hài cookie các bác nhé. Hình số 11 là hài cookie là 50.000. Em để như nhau cả, đều 50.000 hết. Toàn hàng cụm như này thôi các bác ạ. Các bác lưu ý là mùa này là chân rừng nó ít, không có mưa nên ra là cây nó không được thực sự là quá là xanh lắm, nhưng mà cây nó vẫn tươi nhé các bác nhé. Về thì qua quá trình vận chuyển nó hơi héo một chút thì các bác để khoảng một hôm xong các bác ngâm nước khoảng 3 đến 4 tiếng là nó sẽ hồi cây thôi, xong rồi nó tự trồng tưới bình thường. Thì 11 hàng cookie 50.000. Hình 12 hai cookie cũng là 50.000 nhá. Đây. Toàn hàng cụm hết ạ. Hình 13 hài cookie hoặc là hài lục này cũng 50.000. Hài này thì cũng không phải là quá khó thuần đâu. Hình 14 cũng là 50.000 nhá, hài cookie. Toàn hàng cụm hết, khá là nhiều, các bác trồng 5 6 chậu ra hồ nhá. Hình 15 hài cookie này. Đây. Khá là nhiều. Hình 16 hài cookie nhá, em đi nhanh thôi. Đây. Hình 17 cũng là 50.000 hai cốc kia. Yeah. 50.000. Hình 18 thì em có một cái chậu địa lan thanh ngọc, đây là hàng công nghiệp nhé. Hàng công nghiệp hay là hàng thì không phải là cái hàng hàng thanh ngọc cổ đâu, cái thanh ngọc cổ các cụ ngày xưa chơi thì nó cây đó đẹp hơn. Và cái cây đó nó lùn hơn và nó đang sinh trưởng rất là chậm nhé. Còn đây là thanh ngọc, là hàng công nghiệp, hàng
Thì đa phần là mình mua về là chơi hoa thôi, chơi hoa Tết thôi. Thì có cái chậu này em bán giá 100.000, à 300.000 nhá, hình 18 này. Nó có 3 gồng hoa rồi, về các bác chơi hoa luôn. Thì em đóng gói hoa cẩn thận cho các bác, hoa màu xanh vàng nhé. Chủ yếu là mình về chơi hoa sưu tầm cho đủ loại đa dạng thôi, chứ còn để mua cái loại thanh ngọc cổ kia thì nó đắt hơn. Đây, các bác nào không quá quan trọng về giống và chỉ thích chơi hoa thôi thì chơi cái dòng này cho nó vừa bình dân vừa lại có giống, mà cây rất là dễ trồng, xay hoa nhé. Cái thanh ngọc này, chậu này em bán với giá 300.000. Sang hình số 19 thì em có cái cây huệ đồng này rất là to đây. Cây huệ đồng to như này em để giá là 100.000 nhé. Hình 19, hình 20 em để giá là 120.000. Cái huệ đồng này nó to hơn, rất là to. Hình 20 là 120.000 nhé. Các bác nào thích chơi hàng to này, trấn yểm vườn thì chơi cái loại này nhé, 120.000. Hoa huệ đồng khá là to nhưng mà kích thước nó khổng lồ quá nên cái tiền vận chuyển này nó hơi cao. Các bác phải chơi đặt hàng thì lưu ý với em là như thế nhé. Hàng hóa nó cồng kềnh, nó to mà nó nặng nữa. Thì hôm nay thì em có từng đấy phần nan thôi. Có gì các bác mua ủng hộ em nhé, em chân thành cảm ơn các bác ạ.